Kiếp vía cận cảnh ô tô, tông sập cửa kính băng thẳng vào phòng khám bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tai nhau vụ việc như sau. Một chiếc ô tô bất ngờ tông sập cửa kính bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khiến nhiều người hoảng hốt bỏ chạy. Tài xế sau đó đã chấp nhận bồi thường tài sản bị thiệt hại trong vụ việc. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ chiều ngày 13 tháng 5, một chiếc ô tô dịch vụ màu đen biển số Đồng Nai chở khách vào bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Khi đến trước cửa phòng khám bệnh, tài xế dừng xe cho khách xuống, phía trước là chú bảo vệ cũng tiến lại dòng chừng. Nhưng bất ngờ sau đó, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, lao băng băng đâm sầm vào cửa kính, lao vào bên trong. Sau đó ô tô tông vào chiếc bàn nơi bác sĩ đang làm việc bên trong và đến khi va vào cột bê tông ở sảnh bệnh viện thì mới dừng lại. Bên trong phòng lúc này có y bác sĩ, một số bệnh nhân nhi đồng và các phụ huynh nuôi bệnh khiến ai nấy hốt hoảng rụng rời tay chân trước tình huống hy hữu này. Nhưng cũng may thay lúc này xe ô tô di chuyển khá chậm nên mọi người hô hoán nhau tránh kịp nên không có thiệt hại về người. Trao đổi với truyền thông báo chí, một lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác nhận có diễn ra vụ việc như trên và cho biết không có ai bị thương trong sự cố. Theo vị lãnh đạo này, thời điểm xảy ra vụ việc tài xế đã dừng xe. Khi vừa bước xuống thì xe trôi đi, tài xế sau đó cũng đã chấp nhận bồi thường tài sản do mình vô tình gây ra. Còn bạn mà thấy sao về tình huống ô tô lao thẳng vào bệnh viện Nhi đồng hết sức nguy hiểm do tài xế lơ là này? Bình luận với chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.